chào mọi người đã đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách vệ sinh đầu bếp cũng như là cách lắp giấy mực của cái dòng máy Hollygel thuộc cái model i4212E. Mọi người cùng đồng hành cùng em nhé. Thì đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách lắp giấy trước ha. Thì đối với cái dòng máy công nghiệp này thì mọi người thường sử dụng cái kích thước giấy khoảng là 100m trở lên. Thì đối với cái dòng máy công nghiệp này thì thường là sử dụng những cái loại lớn như thế này nha mọi người. Sau đây em sẽ mở cái máy này cho mọi người cùng xem này. Đây là cái phần để mình lắp giấy vào. Mọi người bỏ giấy vào nha, mọi người đẩy sát vào đây. Rồi. Mọi người cầm một đầu giấy như thế này này, mọi người luồn xuống dưới. Rồi. Mọi người có thấy cái thanh sắt này không? Mọi người luồn xuống giúp em ha. Đây. Rồi mình lòn qua cái lòn qua cái này, cái màu xanh này, người ta thường gọi là cái con mắt thôi. Mọi người thấy không? Để cho cái con mắt mình đọc được cái cổ giấy của mình á. Rồi, nếu mà mọi người lòn xong rồi á thì đây là cái đồ mà để mình nẹp giấy lại cho giấy của mình để khỏi di chuyển đi chỗ khác á. Đây, mọi người vặn lên nhẹ nhẹ cho em. Rồi đẩy nó sát vào. Rồi, mọi người quay lên trên giúp em ạ. Đây, mọi người kéo lên. Đẩy sát cái nẹp giấy vào. Rồi. Đóng cái độ in xuống. Rồi, thì mọi người thấy này. Ngoài ra thì mọi người có thể nhìn theo cái đường này, cái đường mũi tên trên máy này. Thì mọi người dựa vào cái đường đó thì mọi người có thể lắp được cái giấy của mình đó nha mọi người. Tiếp theo em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lắp giấy mực. Đây, hiện tại em đây là cái cuộn mực nha. Thì trong lúc lắp giấy mực thì mọi người để ý cho em cái cuộn mực này là outside hay là inside để mình lắp vào cái máy cho nó đúng vào cái trục mà mình bỏ mực nha. Đây, thì em sẽ làm cho mọi người cùng coi đây. Mình để nhẹ nhàng vào thôi. Để sát vào giúp em. Rồi. Mình sẽ luồn xuống dưới. Mọi người chú ý giúp em nha. Đây. Rồi, mình sẽ vòng lên trên theo cái chiều mũi tên trên máy nha mọi người cần cuốn lại. Rồi. Đây, như mọi người đã thấy đây thì vừa rồi là em đã hướng dẫn cho mọi người cách lắp giấy mực. Tiếp theo em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách vệ sinh cái đầu in của cái máy này nha. Mọi người cùng theo em nha. Thì mình cũng bung cái máy này lên. Đây. Thì hồi nãy em có lắp giấy mực rồi thì bây giờ em cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà tháo giấy mực ra luôn nha. Mọi người chỉ cần bạn đi trước mình là cái máy rồi nó sẽ bung lên. Cái giấy chỉ cần mọi người lấy về nhà. Tương tự đối với cái cục mực của mình ha, mọi người cũng cầm kéo nhẹ nhàng lên cho em. Rồi trên này mọi người cần xé cho mình. Thì để vệ sinh cái lưỡi thì mọi người chuẩn bị cho em một cái củ bông gòn này, một cái chai cồn này. Thì những cái vật liệu này mọi người có thể mua ngoài tiệm tây nha mọi người. Đây, như mọi người đã thấy đây là cái phần đầu in của cái máy in của mình nha. Đây. Thì để vệ sinh mọi người lấy cho em một cái bông gòn này. Đây. Mình nhấm một ít tạp cồn vào. Rồi mình vệ sinh ha. Thì lúc mà vệ sinh á, mọi người nhớ chú ý ha. Mình lau một đường từ trái sang phải. Rồi, mình lau thêm một đường nữa. Rồi, để mình kiểm tra trên cái bông gòn của mình này. Nếu mà cái bông gòn á mà không có bám bụi bẩn nữa thì mình có thể đóng đồ in lại và mình có thể in tiếp tục nha mọi người. Thì ngoài ra đồ in là một phần quan trọng thì cái trục ruler này thì nó cũng không kém phần quan trọng nha mọi người. Thì cũng làm như tương tự cái đầu in của mình thôi. Mọi người cũng lấy một ít bông gòn cho em. Mọi người nhúng vào cồn và cũng lau cho em ha. Lau qua cho em, lau thêm một đường nữa. Thì cái trục ruler này, mọi người có thể lấy cái tay này. Mọi người có thể lăn được, đây. Mọi người lau tiếp vệ sinh cho em. Rồi, khi nào mọi người lau mà thấy cho bông gòn của mình á không còn bám bụi bẩn nữa
thì mọi người có thể dừng lại và có thể lắp giấy mực vào và có thể in tiếp tục. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn cho mọi người xong cái cách vệ sinh đầu pin cũng như là cách lắp giấy mực của máy i4212e. Thì mọi thắc mắc và cần được giải đáp thì mọi người có thể để lại bình luận ở bên dưới hoặc là gọi vào hotline 1900 3438 để bên em có thể hỗ trợ cho mọi người. Nếu mà mọi người thấy video này hữu ích thì cho em xin một like và một subscribe để mọi người có thể nhận được những video hữu ích hơn từ công ty Thế Giới Bảo Mật bên em. Cảm ơn mọi người.